Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe nối tiếp chương 13 với diễn từ của bữa tiệc ly. Chứ trong khung cảnh của bữa tiệc ly, chúng ta hiểu được các môn đệ đang đối diện với một tình huống mà các ông không bao giờ muốn, đó là phải chia tay Thầy. Theo khía cạnh tự nhiên, cuộc chia tay nào cũng làm cho người ta xao xuyến. Và đặc biệt, cuộc chia tay của Chúa Giêsu và các môn đệ càng làm các môn đệ xao xuyến hơn, bởi vì các ông không thể biết và cũng chưa hiểu được nẻo đường Đức Giêsu sẽ đi. Các ông không thể hiểu được Đức Giêsu lên Jerusalem và phải chết. Chính trong bối cảnh như thế, lòng các môn đệ xao xuyến. Và đoán biết được chính tâm tư, đoán biết được chính tâm hồn của các môn đệ của mình, Đức Giêsu đã trấn an các ông: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xao xuyến còn là dấu hiệu của sự sợ hãi, xao xuyến còn là dấu chỉ của sự ngờ vực. Một đức tin chân chính không có chỗ cho sợ hãi và ngờ vực. Nếu anh em tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy thì không có chỗ trong tâm hồn anh em để anh em xao xuyến. Đức Kitô củng cố đức tin cho các môn đệ của mình trước khi Ngài đi vào mầu nhiệm vượt qua: anh em đừng xao xuyến. Suy gẫm điều này, chúng ta có thể áp dụng trong đời sống đức tin của mỗi người. Chắc chắn lúc này, lúc khác, chúng ta cũng gặp những lúc chúng ta xao xuyến, chúng ta cảm thấy đức tin của mình chao đảo, chúng ta vẫn cảm thấy đường đi nước bước phía trước mù mờ mà không biết mình sẽ đi đâu. Lời Chúa Giêsu trấn an các tông đồ cũng chính là lời Chúa nói với cộng đoàn và với từng người chúng ta: lòng anh em đừng xao xuyến. Một khi chúng ta biết chúng ta đang bước đi trên con đường là Đức Giêsu, như chính mặc khải của Người, Thầy là con đường, Thầy là sự thật và Thầy là sự sống. Chúng ta bước trên con đường Giêsu, bước đi trong sự thật và đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa, thì chúng ta không xuyến xao, chúng ta không sợ hãi. Đức Giêsu chính là con đường mà tất cả những ai muốn đến với Chúa Cha đều phải đi trên con đường đó. Và những ai biết Chúa Giêsu, đi trên con đường của Chúa Giêsu thì chắc chắn đón nhận được sự sống chính Chúa ban tặng. Chúa Giêsu mặc khải chính Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống cho các tông đồ. Và mặc khải đó vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang được mời gọi để bước đi trên con đường của Chúa Giêsu, trên chính con đường mang tên Giêsu, để chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc sống trần gian này. Và một khi chúng ta bước đi trên con đường của Chúa Giêsu như thế, chúng ta được mời gọi để nhìn lại bản thân, chúng ta có thực sự là những người biết Thiên Chúa hay không. Thánh Gioan thuật lại lời của Chúa Giêsu: ai biết Thầy là biết Chúa Cha. Chắc chắn ở đây, trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, ta không hiểu động từ biết giống như một tác động của lý trí nhận ra một sự vật, mà điều Thánh Gioan nói biết còn hàm nghĩa sâu xa hơn. Cái biết mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết mình giống như con cái biết cha mẹ, giống như cha mẹ biết con cái,
giống như vợ chồng biết nhau. Cái biết đi vào tương quan, cái biết làm cho người ta thuộc về nhau, cái biết làm cho người ta cùng chung chia một vận mệnh, không phải chỉ là người ta nhận ra một ai khác, mà người ta biết có nghĩa là nhận ra một ai khác là thành phần trong cuộc đời của mình, quan trọng trong cuộc đời của mình và làm nên hạnh phúc chính cuộc đời của mình. Có lẽ cũng chính vì thế mà Chúa Giêsu nói, không phải cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Chỉ những ai lắng nghe và thi hành lời của Thiên Chúa, ý của Thiên Chúa thì mới được vào nước trời. Chúng ta có phải là những người đã biết Chúa Giêsu hay không? Biết Chúa đó là cả một tiến trình dài của cuộc gặp gỡ. Biết Chúa là lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi. Biết Chúa là bước theo Chúa Giêsu và đi trên con đường của người đã đi. Biết Chúa là được ở lại với Chúa và được Chúa huấn luyện. Biết Chúa là được Chúa sai đi để loan báo tin mừng. Ai biết Thầy là biết Chúa Cha. Xin cho chúng ta cũng được ơn biết Chúa Giêsu để cảm nhận được sự quan trọng của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin của chúng ta, để cảm nhận được sự sống tình yêu của Người đang ngự trị trong trái tim của chúng ta, để cảm nhận được Người đang biến đổi cuộc đời của chúng ta. Có những vần thơ của thi hào Rabindranath Tagore có thể phần nào giúp chúng ta suy niệm và hiểu được lời mời gọi của Chúa Giêsu biết Chúa để đi vào sự sống với Chúa Cha. Rabindranath Tagore dù là người chưa biết Thiên Chúa, nhưng cảm nhận của ông về tuyệt đối, cảm nhận của ông về đấng chí tôn cũng là ta có thể hiểu được như chính Thiên Chúa đã mặc khải để cho ông cảm nhận được một Thiên Chúa đích thật trong cuộc đời của mình. Ông đã viết những vần thơ như thế này: thế giới của Người dệt thành thơ trong tâm trí tôi, và niềm vui của Người gieo âm điệu vào thơ ấy. Vì yêu thương, Người trao ban cho tôi trót cả thân mình, và Người sẽ thấy nơi tôi trọn vẹn sự ngọt ngào mà Người trao tặng.